Trước sự ngang ngược của Trung Quốc, tình hình Biển Đông ngày càng căng thẳng hơn. Gần đây, tàu Trung Quốc còn tấn công hành hung ngư dân của ta ở gần quần đảo Hoàng Sa. Hành vi thô bạo trái với luật pháp quốc tế của họ đã bị phía Bộ Ngoại giao Việt Nam lên án mạnh mẽ và yêu cầu Trung Quốc điều tra, thông báo kết quả và không để tái diễn hành vi tương tự trong tương lai. Có thể thấy, mức độ bạo lực của Trung Quốc ngày càng một gia tăng trên vùng Biển Đông. Điều này buộc chúng ta cũng phải có những hành động đáp trả phù hợp, không để Trung Quốc lấn lướt. Nếu chúng ta bỏ qua những sự việc tương tự như thế này, thì sẽ khiến cho ngư dân lo sợ và không dám đánh bắt ở những vùng biển đang có tranh chấp. Như vậy thì việc khẳng định chủ quyền của Việt Nam sẽ bị lung lay. Mới đây nhất, nhân hội nghị cấp cao ASEAN, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu ngắn về tình hình Biển Đông trước lãnh đạo các nước Đông Nam Á. Đây là cú tát trực tiếp vào Trung Quốc, yêu cầu họ tôn trọng chủ quyền của các bên liên quan và cũng là lời kêu gọi các nước ASEAN đoàn kết củng cố lập trường chung trên vùng Biển Đông. Cụ thể thế nào, chúng ta hãy cùng phân tích trong video hôm nay. Bắt đầu ngay thôi nào. Mới đây thì hội nghị cấp cao ASEAN đã tổ chức tại Lào với chủ đề thúc đẩy kết nối và tự cường. Các nhà lãnh đạo khu vực đã không né tránh những vấn đề nhạy cảm như là cuộc khủng hoảng ở Myanmar, tranh chấp ở Biển Đông tại các cuộc họp chung. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cùng với lãnh đạo các nước ASEAN và Timor-Leste tham dự phiên họp hẹp trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ các nhận định và đánh giá về tình hình thế giới hiện nay. Trong đó nhấn mạnh, dù hòa bình là xu hướng lớn, nhưng xung đột và chiến tranh cục bộ vẫn tiếp diễn, ảnh hưởng đến tất cả các nước trên thế giới. Trong đó, gây đứt gãy chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất, tăng chi phí nguyên liệu, năng lượng và vận tải. Theo người đứng đầu chính phủ, ASEAN cần đoàn kết, phát huy tiếng nói chung kêu gọi chấm dứt chiến tranh, xung đột và tìm kiếm các giải pháp mang lại hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế. Thủ tướng nói, ASEAN cần chủ động hơn trong việc nắm bắt và tận dụng các thời cơ, động lực tăng trưởng, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển xanh, ứng phó biến đổi khí hậu, cũng như nhiều lĩnh vực hợp tác tiềm năng mới nổi khác. Chia sẻ về tình hình Biển Đông, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý, tranh chấp chủ quyền biển đảo ở Biển Đông phải được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982. Nhà lãnh đạo Việt Nam cũng đề nghị các bên tôn trọng lợi ích và quyền chủ quyền của các nước có liên quan. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định phải đảm bảo an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Tuyến giao thông vận tải quan trọng hàng đầu chiếm 60% lưu lượng hàng hóa trên thế giới và có tác động tới tất cả các nước, nhất là các nước trong khu vực. Thủ tướng đề nghị các nước thành viên ASEAN cùng đoàn kết, củng cố vai trò trung tâm và lập trường chung về Biển Đông. Đối với vấn đề Myanmar, Thủ tướng đánh giá cao vai trò của Chủ tịch Lào năm 2024 và các Chủ tịch luân phiên tiền nhiệm trong hỗ trợ Myanmar tìm kiếm giải pháp trên cơ sở đồng thuận 5 điểm. Hiệu quả triển khai đến nay còn hạn chế. Thực tế, nó đòi hỏi ASEAN cần có cách tiếp cận mới. Tán thành với nhiều giải pháp các nước đưa ra, Thủ tướng khẳng định giải pháp cho Myanmar phải do nhân dân Myanmar quyết định. Mong muốn các bên liên quan tại Myanmar đối thoại, đàm phán để chấm dứt xung đột, không để ảnh hưởng đến những người dân cũng như gây ra các hệ lụy về an ninh đối với khu vực, trong đó có tội phạm xuyên quốc gia, lừa đảo trực tuyến. Thủ tướng đề nghị các bên liên quan tại Myanmar cần cùng nhau tìm kiếm giải pháp. ASEAN cần phát huy vai trò, làm cầu nối tạo điều kiện cho các bên liên quan đối thoại, đàm phán. Trong các nỗ lực đó, ASEAN cần củng cố đoàn kết, thống nhất và phát huy vai trò trung tâm. Đây cũng chính là những giá trị đã làm nên thành công và uy tín của ASEAN, đưa ASEAN vượt qua khó khăn, thử thách, trở thành tâm điểm của hòa bình và hợp tác. Cũng tại phiên họp, các nước đánh giá những chuyển động sâu rộng trong môi trường an ninh quốc tế và khu vực đặt ra cho ASEAN nhiều cơ hội và thách thức đan xen. Căng thẳng địa chính trị, xung đột, bất ổn bùng phát ở nhiều nơi, rủi ro kinh tế thường trực, cùng nhiều thách thức khác nổi lên ngày càng gay gắt như biến đổi khí hậu, thiên tai, an ninh mạng. Về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, các nước nhất trí củng cố lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông, nhấn mạnh thượng tôn luật pháp quốc tế, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982. Đó là toàn bộ bài phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính và sự ủng hộ của lãnh đạo các nước ASEAN tại hội nghị. Có thể thấy lãnh đạo ta không ngần ngại đụng vào chủ đề nhạy cảm là tranh chấp ở Biển Đông và phản đối những hành động bạo lực. Thay vào đó, các bên phải tôn trọng chủ quyền của nhau, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình theo luật pháp quốc tế. Những lời của lãnh đạo Việt Nam như nhắm thẳng vào sự ngang ngược của Trung Quốc, bởi vì hành động đánh đập, tấn công thô bạo của lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982,
đi ngược nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về kiểm soát và quản lý tốt hơn tranh chấp trên biển. Cụ thể, thứ nhất, Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Nhà nước Việt Nam đã thực hiện chiếm hữu thực sự hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phù hợp với quy định của luật quốc tế, ít nhất từ thế kỷ 17. Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế không công nhận việc thụ đắc chủ quyền bằng vũ lực. Điều 2 Hiến chương Liên Hợp Quốc nêu rõ, tất cả quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc từ bỏ đe dọa bằng vũ lực hoặc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế nhằm chống lại sự bất khả xâm phạm về lãnh thổ của bất kỳ quốc gia nào. Như vậy, việc Trung Quốc sử dụng vũ lực để chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam hơn 50 năm trước không làm mất đi các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam. Việt Nam luôn tuyên bố khẳng định chủ quyền và các lợi ích chính đáng của mình trên lãnh thổ bị chiếm đoạt bởi vũ lực, đồng thời kêu gọi giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình. Thứ hai, Trung Quốc đã vi phạm Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS 1982. Và theo điều 301 của UNCLOS, trong việc thực hiện các quyền và làm tròn nghĩa vụ của mình theo đúng công ước, các quốc gia thành viên tránh dựa vào việc đe dọa hay sử dụng vũ lực để xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ hay độc lập chính trị của mọi quốc gia. Ngoài ra, điều 73 của UNCLOS cũng hàm ý không được sử dụng các hành vi hình phạt thân thể với các ngư dân, thủy thủ trên các tàu cá, tàu vận tải. Việc các tàu Trung Quốc tấn công dã man ngư dân Việt Nam đang đánh bắt cá bình thường trong vùng biển Việt Nam không chỉ vi phạm Công ước luật biển, pháp luật Việt Nam, mà còn xâm phạm quyền con người được pháp luật quốc tế bảo hộ. Thứ ba là cách hành xử thô bạo của các tàu Trung Quốc với các tàu cá của Việt Nam đã đi ngược lại với nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về kiểm soát và quản lý tốt hơn tranh chấp trên biển. Cụ thể, nhận thức chung nào bao gồm việc hai bên đi sâu trao đổi ý kiến chân thành, thẳng thắn về vấn đề trên biển, nhấn mạnh cần kiểm soát tốt hơn và tích cực giải quyết bất đồng trên biển, duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và Biển Đông. Chính vì vậy, hai nước cần sớm có các biện pháp cần thiết để ngăn chặn những vụ việc tương tự xảy ra, không sử dụng bạo lực với tàu cá, tuân thủ đúng luật pháp quốc tế và các cam kết. Trước sự ngang ngược của Trung Quốc, Việt Nam cần tăng cường tuyên truyền để các quốc gia và các tổ chức quốc tế, đặc biệt là Liên Hợp Quốc, hiểu rõ những vi phạm của Trung Quốc và những hành động đúng mực của Việt Nam. Bởi vậy, việc Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu về tình hình Biển Đông tại hội nghị cấp cao ASEAN lần này chính là một nước đi đúng đắn của Việt Nam. Nếu bất kỳ nước nào bao gồm cả Trung Quốc vẫn đơn phương sử dụng bạo lực thì tình hình an ninh khu vực này sẽ vẫn tiếp tục căng thẳng. Nỗi lo không chỉ của người dân, doanh nghiệp, của các nước ven biển mà của các quốc gia khác cũng sẽ tăng lên và kết quả không nước nào được lợi, mà tiềm năng của Biển Đông cũng khó có thể được khai thác tốt nhất. Tại Biển Đông, ASEAN có vai trò quan trọng. Do đó, Việt Nam cùng với các nước ASEAN cần đoàn kết theo tinh thần đồng thuận ASEAN, thực hiện nghiêm các quy định của luật pháp quốc tế, kết hợp đấu tranh chính trị, ngoại giao và pháp lý để tạo sức mạnh mềm bằng sự ủng hộ không chỉ trong khu vực ASEAN mà trên toàn thế giới, nhằm khắc chế sức mạnh cứng mà Trung Quốc đang sử dụng. Như chúng ta cũng biết, vào ngày 19 tháng 1 năm 1974, Trung Quốc đã dùng vũ lực chiếm đoạt quần đảo Hoàng Sa sau trận hải chiến với Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Từ tháng 7 năm 2012, Trung Quốc thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa và đặt trụ sở trên đảo Phú Lâm. Nhưng đó chỉ là bước đầu, Hoàng Sa trở thành sự kiện mở đầu cho một chuỗi những hành động quân sự thể hiện tham vọng của Trung Quốc đối với các đảo đá ngoài khơi trên vùng Biển Đông. Tiếp sau sự kiện Hoàng Sa năm 1974 là sự kiện Trường Sa năm 1988 và sự kiện Bãi Vành Khăn năm 1995. Nhưng mãi cho đến ngày hôm nay, Việt Nam vẫn không thể nào đẩy lùi được Trung Quốc ra khỏi các quần đảo của mình. Điều này đã sinh ra nhiều dư luận không hay, tạo cơ hội cho các thế lực phản động xuyên tạc nhà nước Việt Nam. Mới đây nhất, có luồng ý kiến cho rằng Hoàng Sa của Việt Nam đã bị Trung Quốc chiếm đóng suốt 50 năm trời. Từ đó đến nay, Việt Nam chưa gửi bất kỳ kháng nghị đơn kiện nào lên Tòa án Công lý Quốc tế hoặc Tòa án Quốc tế. Nếu Việt Nam không có bất kỳ kháng nghị hay đơn kiện nào, thì theo luật quốc tế coi như Việt Nam chấp nhận mất Hoàng Sa và một số đảo ở Trường Sa vĩnh viễn về tay Trung Quốc. Theo đó, không ít người cho rằng Việt Nam quá nhu nhược trong việc đối phó với Trung Quốc. Việt Nam quá đớn hèn khi co do cúm rúm trước một gã khổng lồ như Hoa Lục nên mới không dám động binh đao. Vậy thì, thực hư đây có phải là sự thật hay không? Và có thật là Việt Nam chúng ta vẫn im hơi lặng tiếng trước những hành động càn quấy của Trung Quốc chỉ vì e sợ nước lớn hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video số hôm nay. Trước khi đi vào nội dung chính, các bạn đừng quên nhấn nút like, share,
subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ kênh nhé. Đầu tiên, chúng ta cần phải khẳng định rằng các thông tin được lan truyền nêu trên là không đúng sự thật. Bởi vì chỉ cần gõ cụm từ Việt Nam phản đối Trung Quốc chiếm biển đảo phi pháp vào thanh tìm kiếm của Google, bạn sẽ bắt gặp vô số những bài viết cho thấy đất nước hình chữ S đã rất nhiều lần lên tiếng về vấn đề này. Chẳng hạn như, mấy năm gần đây, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng phản đối Trung Quốc xây dựng trái phép các đảo nhân tạo ở Hoàng Sa, Trường Sa, phản đối tàu bệnh viện và tàu quân sự của Trung Quốc hoạt động tại các quần đảo của mình, đồng thời phản ứng mạnh trước việc Trung Quốc cho tập trận tại vùng biển đảo thuộc chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Đáng lưu ý hơn là Bộ Ngoại giao Việt Nam còn mạnh miệng bác bỏ toàn bộ yêu sách của Trung Quốc về hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, qua đó mạnh mẽ khẳng định rằng Việt Nam là quốc gia duy nhất đã xác lập chủ quyền hợp pháp và thực hiện việc quản lý nhà nước đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa ít nhất là từ thế kỷ 17. Sự chiếm hữu và thực thi chủ quyền đó đã được rất nhiều tư liệu, sách cổ, văn bản quản lý của nhà nước và bản đồ qua các thời kỳ của Việt Nam cũng như của nước ngoài thể hiện rất rõ ràng. Còn trước đó, vào ngày 15 tháng 3 năm 1979, Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã cho công bố bị vong lục về vấn đề biên giới Việt-Trung. Điểm 9 của bị vong lục đã tố cáo việc Trung Quốc đánh chiếm trái phép quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam vào tháng 1 năm 1974. Tiếp đến là năm 1979, 1981, 1988, Bộ Ngoại giao Việt Nam công bố thêm 3 cuốn sách trắng về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Các tài liệu này đã minh chứng hết sức rõ ràng chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo về phương diện lịch sử, pháp lý lẫn thực tiễn, đồng thời bác bỏ các lập luận từ phía Trung Quốc về cái gọi là chủ quyền lịch sử để biến quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam trở thành lãnh thổ Trung Quốc từ thời cổ xưa. Và không dừng lại ở đó, tại nhiều diễn đàn hội nghị quốc tế, Việt Nam luôn đấu tranh trước việc Trung Quốc tuyên truyền cái gọi là chủ quyền của Bắc Kinh đối với Hoàng Sa, Trường Sa, cũng như khẳng định Việt Nam có đủ cơ sở pháp lý về chủ quyền đối với hai quần đảo này theo luật pháp quốc tế. Điển hình như vào tháng 6 năm 1980, tại Hội nghị khí tượng khu vực châu Á họp tại Geneva, đại biểu Việt Nam tuyên bố trạm khí tượng của Trung Quốc tại San Hudao thuộc đảo Hoàng Sa của mình được xây dựng bất hợp pháp. Và kết quả là trạm Hoàng Sa của Việt Nam vẫn được giữ nguyên trạng trong danh sách các trạm như cũ. Khi Trung Quốc công khai yêu sách chủ quyền phi pháp bằng việc cho lưu hành bản đồ có vẽ đường lưỡi bò, chiếm gần hết diện tích Biển Đông và xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa cũng như chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa tại Liên Hợp Quốc vào tháng 5 năm 2009, Việt Nam đã chính thức gửi công hàm cho Liên Hợp Quốc để lưu hành nó cho các quốc gia thành viên và phản đối mạnh mẽ hành vi xâm phạm của láng giềng. Trước việc Trung Quốc có hành động thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa nhằm hợp thức hóa việc quản lý đối với quần đảo, Việt Nam đã thực hiện nhiều biện pháp phản đối mạnh mẽ như Bộ Ngoại giao đã gửi công hàm phản đối ngày 24 tháng 6 năm 2012. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và nhiều tổ chức xã hội nghề nghiệp của nhân dân Việt Nam đã có những tuyên bố phản đối và yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ các quyết định phi pháp này. Cùng với đó, Việt Nam luôn chủ động theo dõi, nắm bắt mọi diễn tiến sự việc liên quan đến quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa để kịp thời phản ứng dưới nhiều hình thức như là trao công hàm, phát biểu của người phát ngôn và giao thiệp ngoại giao dưới nhiều cấp độ đối với các hành vi xâm phạm từ phía Bắc Kinh. Và gần đây nhất là vào ngày 17 tháng 7 năm 2024, đại diện Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã trao cho Ủy ban Danh giới Thềm lục địa Liên Hợp Quốc CLCS hồ sơ đệ trình danh giới thềm lục địa mở rộng ngoài 200 hải lý của Việt Nam tại khu vực giữa Biển Đông VNMC. Đây không phải là lần đầu tiên Việt Nam nộp đệ trình cho tổ chức quốc tế này. Vào năm 2009, Việt Nam đã hoàn thành và nộp 2 đệ trình quốc gia cho Liên Hợp Quốc, gồm đệ trình danh giới thềm lục địa mở rộng khu vực Bắc Biển Đông VNMN và đệ trình danh giới thềm lục địa mở rộng khu vực giữa Biển Đông VNMC. Và ngoài ra, Việt Nam còn hợp tác với Malaysia xây dựng đệ trình chung danh giới thềm lục địa mở rộng đối với khu vực Nam Biển Đông. Đến tháng 5 năm 2009, Việt Nam đã nộp đệ trình danh giới thềm lục địa mở rộng khu vực Bắc Biển Đông và cùng với Malaysia nộp đệ trình chung danh giới thềm lục địa mở rộng đối với khu vực Nam Biển Đông. Đáng nói hơn là, Việt Nam nhận thức được tầm quan trọng của việc ngoại giao đa phương trong công cuộc đấu tranh giành lấy chủ quyền biển đảo về tay mình. Vậy nên, suốt thời gian qua, Việt Nam đã không ngừng mở rộng mối quan hệ hợp tác toàn diện với hàng loạt những cường quốc trên thế giới như Nga, Mỹ, Ấn Độ, Australia, Hàn Quốc và Nhật Bản để gây sức ép với Hoa Lục trên Biển Đông. Trước sự góp mặt của các ông lớn này,
Trung Quốc dù có muốn cũng không thể nào manh động được với Việt Nam như thời kỳ trước, bởi vì hơn ai hết, Trung Quốc hiểu rằng chỉ cần bước qua làn danh đỏ, mình sẽ bị vùi dập tơi bời bởi một liên minh các nước chống Hoa Lục đang vây quanh Việt Nam. Qua đó có thể khẳng định một sự thật là Việt Nam không hề im hơi lặng tiếng trước sự xâm lược của Hoa Lục, chỉ vì e sợ nước lớn. Đất nước hình chữ S vẫn luôn kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền hợp pháp của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa bằng biện pháp ngoại giao hòa bình và dựa vào pháp lý quốc tế. Đây là hướng đi vô cùng đúng đắn ở thời điểm này, để Việt Nam có thể giành được thắng lợi sau cùng thay vì sử dụng bạo lực để dẫn đến nhiều hậu quả khôn lường. Tại sao lại nói như thế? Là bởi vì so về nguồn nhân vật lực, Việt Nam không thể nào sánh bằng Trung Quốc. Trong đó dân số của Việt Nam chỉ bằng dân số của một tỉnh thành ở Hoa Lục. Và lực lượng quân đội của Việt Nam cũng chỉ bằng một phần nhỏ so với lực lượng hùng hậu của Trung Hoa Dân Quốc mà thôi. Hơn thế nữa, các trang thiết bị quân sự của lực lượng Hải quân Việt Nam cũng không thể nào tiên tiến bằng Hải quân Trung Quốc vốn được đầu tư rất quy mô. Và nếu xảy ra cuộc chiến tranh trực diện trên Biển Đông, thì Việt Nam sẽ bị đặt vào thế kẹt và bất lợi hơn nhiều so với đối thủ. Dù cho Việt Nam có giành được chiến thắng nhờ tài thao lược hơn người đi chăng nữa, thì những tổn thất về người và của cũng là hết sức khổng lồ. Chính vì vậy, chúng ta không nên manh động. Mỗi một người dân Việt Nam nên tin tưởng vào đường lối lãnh đạo sáng suốt của Đảng và của chính phủ nước nhà. Và đừng vì một phút nông nổi mà nghe lời xuyên tạc của các thế lực phản động để rồi có những hành động gây hại cho an ninh quốc gia.